chị em phụ nữ trong công ty. Hôm nay nhân ngày 20 tháng 10 thông qua video thì bọn em cũng đại diện cho tất cả các anh chị, các anh và các bạn trai trong công ty gửi lời chúc đến các chị em trong công ty, lời chúc sức khỏe, xinh đẹp, hạnh phúc. Chúc các chị em cũng như các bạn gái là luôn là những người vợ, người bạn gái tuyệt vời trong gia đình cũng như bên bạn trai của mình. Xin chào, xin chào tất cả bạn. Hai, xin chào tất cả toàn thể. Có đai ba. Dạo trước đây anh nói gì? Nhân dịp 20 tháng từ từ đã nhé. Không sao. Thông qua bài hát đại diện cho tất cả anh em công ty.